Ơi đâu mà trời nắng nôi. Ủa làm gì bà? Mặt dao chứ làm gì, không đi đâu từ sáng tới giờ không thấy về vậy? Đi uống cà phê. Cà phê ngày nào cũng đi, chân trời đi hoài vậy? Sáng thì uống cà phê chứ có làm gì đâu. Rồi hái rau hả? Bữa nay ăn cái gì hái rau hả? Ăn canh chua. Canh chua với hái cho chị Tám. Rau rau này rau gì? Con cua. Con cua hả? Chị Tám, chị Thinh nè. Cua ăn canh chua được nữa hả? Tại không ăn chứ ăn gì mà không được. Đó, mình không ăn thôi. Vậy thôi mà ngồi đây mà hái đi. Anh đi vô nhà. Coi không kiếm chuyện cái bọng gì làm hết trơn mà đi uống cà phê tối ngày vậy trời, bơm nước bọng gì vô lúa gì. Sao mà bà phái bọng quá? Tại người tôi người miền Tây thì tôi nói chuyện gì tôi quen rồi. Bỏ bớt bớt từ đó đi. Không bơm nước gì trơn á mà đi tối ngày vậy trời. Thôi tôi vô thay đồ rồi chuẩn bị đi động nè. Gạm gạm. Gái mình bữa nay lao nhà tướng nhảy không nổi lắm. Trời trời lao nhà gì đâu mà tướng gì đâu mà nhảy cái này. Gái mình nó lớn hai đứa người ta bữa nay mới phát hiện nha. Đặt con mớ rau mà sao mà bữa sao ông nói ông thay đồ ông đi ra đồng ông xịt thuốc sao phân gì mà ông làm gì trời, làm gì trong khu đó con ngộ. Làm gì trời? Trời trời, con mình ở đây lau nhà mà ông nội nó. Ông làm gì vậy? Đâu? Lau nhà mặc đồ gì kỳ vậy? Anh có làm gì đâu. Rồi ông làm gì mà con cái nó lau nhà mà ông làm gì ông khom khom ông nhìn cái gì vậy? Ủa? Anh coi cái sàn coi nó sạch chưa? Coi gì mà coi cái chuyện lau nhà là gì? Cô ơi, nhà kỹ lắm. Dưỡng đừng có dợp, sạch lắm. Dựng coi cái sàn coi nó có dơ không? Cái chuyện lau nhà là cái chuyện phụ nữ của người ta. Ông hồi trước vợ có coi ba cái vụ mà nhà cửa này đâu mà tự nhiên bữa nay thấy nhỏ mặc đồ mát quá cái nhỏ lau nhà cái ông biết không kiểm khuôn nhìn chết nghe thứ đó chết nghe con của tôi nghe. Con của mình bữa nay sao nó lớn dữ vậy? Không có con của mình, con của tôi. Ông chỉ là cha dượng thôi. Con của ông đứng ông nhìn vậy hàng xóm mà ta thấy được người ta ngó người ta nói trong gia đình mình sao? Tôi nhìn thôi lại mình đăng dữ vậy. Cha dượng nhưng mà kỳ cục nha. Lần này thôi nha, tôi mà thấy lần nữa là giết không chết à. Lần sau đừng có trách tôi đó. Căng dữ. Căng. Ủa sao giờ con lau nhà dựng nhìn con đó hả? Mày ngu quá à. Lau nhà mà dượng đứng sau nhìn mà mày không thấy. Con lau thôi chứ con bữa nay mặc đồ gì kỳ vậy? Trời nó được muốn chết luôn á. Mày muốn mặc đồ lau nhà thì sẽ mặc đồ đàng hoàng lại. Chết à. Con mặc đồ cũng la nó phải chuồng nó trời. Nhà cửa lau gì lau từ sáng tới giờ lau hoài trời. Nè, mày tính gì nữa? Mát xa gì không có cần ví dụ gì nữa đây. Mát xa tôi là có một chuyện nữa rồi đó. Đứt tóc bực bực trời trời. Tối ngày xấu gái hoài à. Nè. Không lau nhà đi làm gì hả? Nói đi mẹ hoài vậy. Cho con tiền con mua chiếc nhẫn đi, con ham chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mình nó có thấy nó đăng lên mạng á, một bên màu xanh một bên màu trắng đó, đẹp lắm á. Mày coi ai đó bán được bán tao mẹ đi. Đó,
hết trơn á. Tiện đầu nhóc không có, cuối không có một đồng nữa nè. Tôi bị than hoài. Ba cái lúa bọng mặn, lúa mặn rồi 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 trả tiền người ta hết trơn rồi. Mẹ. Nó chơi chứ giờ mà mẹ đâu còn tiền đâu mà xin. Ui than hoài, lâu lâu mới xin nó cho. Mà mày ở trong nhà không mà xin tiền làm gì? Mày mua nhà mày nhắn làm gì? Mày nhắn mèo. Nào đâu. Hồi nó chơi con gái mà đi ra đường mà đeo vàng chúng nó cướp giết chết. Bạn con kìa nó đeo nhóc chân á. Đừng có xe xua nhà cửa mình bây giờ nó đâu. Nhà mình muộn đắt nhóc chân á, xin biết nhắn không cho. Giả mỏ giờ nói chuyện chưa rồi nhảy vô hồng. Nó này đi tắm ta. Em ra ngoài mình coi coi. Trời ơi trời. Ôi da. Trời ơi. Trời ơi trời. Tướng gì đâu mà nhìn cái u chết trong mình. Vậy mình làm sao mà mình tiếp cận được đó thằng? Quá mát còn mát nữa. Nhìn nó đã gì đâu quá. Tắm mà còn ra mát. Trời ơi. Trời ơi chết tôi luôn rồi trời. Đóng cái thùng lông cái tay. Trời ơi trời. Đèn ơi con hai mình nổi thế. Ui trời. Trời ơi trời. Đâu luôn á. Ê, ê, ê. Ủa? Dưỡng đâu đây vậy Dưỡng? Dưỡng đợi con nè. Dưỡng đợi con làm gì? Sao mà? Con đắng Dưỡng đợi con làm gì? Dưỡng đợi con đắng. Dưỡng ấy. Ô lộn. Dưỡng cho tiền. Dưỡng cho tiền hả? Ừ. Ủa sao Dưỡng biết con cần tiền mà Dưỡng cho? Dưỡng nghe nói là con xin tiền mẹ con mua cái chiếc nhẫn mà đúng có rồi. Cái hột xanh hột đỏ gì trên đó đó. Dạ. Phải không? Dạ. Mà mẹ không cho. Ở vậy Dưỡng biết mà. Mẹ nói mẹ không có tiền. Trời ơi bà keo kiệt lắm. Có gì thì cứ hỏi Dưỡng đi. Dưỡng có tiền nhiều lắm. Dưỡng có. Dưỡng có tiền. Dạ. Ừ. Bây giờ thôi con... mà con lấy tiền của Dưỡng kỳ quá sợ mẹ con chở. Còn không nói Dưỡng không nói ai biết. Mẹ la, mẹ hay lỡ Dưỡng nói với mẹ, mẹ la sao? Trời ơi. Dưỡng không có nói. Mà con có nói không? Không, con sao nói? Không nói rồi mẹ la sao? Bây giờ con cặn nhiêu? Nhiêu cũng được, đủ mua chiếc nhẫn cũng được rồi. Dựng có tiền nha. Không có tiền. Trời. Nhiêu đủ không? Nhiêu luôn rồi Dựng ơi. Đủ không? Cảm ơn Dựng nhiều. What? Ui, cái này là con mua dư sức được hai chiếc nhẫn luôn rồi đó thầy đó Dưỡng ơi. À, con bỏ túi đi, con bỏ túi đi. Có túi đâu mà có Dưỡng con. À, con cầm đi, con cầm đi. Thôi bây giờ con chiều Dưỡng đi rồi có gì Dưỡng mời mốt Dưỡng cho nhiều hơn cái này nữa. Cho nhiều hơn nữa hả? Ừ. Ha. Gì không? Nghe lời Dưỡng nha. Dạ. Đi vô đây. Vô đi, đi vô đây đi. Có con tiện. Trời ơi, linh trời. Thôi từ 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 từ. À trời, đắng dữ rồi trời. Dưỡng làm gì vậy Dưỡng? Ủa Dưỡng đâu có làm gì đâu. Dưỡng làm gì chậm chậm mình cũng hoài đi. Dưỡng đâu? Mẹ con thấy được mẹ con Dưỡng chết luôn á. Con nhỏ trời ơi trời. Con nhỏ Dưỡng mới nay ra Dưỡng tặng đồ cho con. Dưỡng tặng đồ cho con hả? Hôm trước tặng cho con chiếc nhẫn rồi đó con quên hả? Thôi đi Dưỡng tặng nữa mẹ cũng biết mẹ con la chết. Con ngại Dưỡng đừng có ngại Dưỡng... Trời ơi con không có lấy đồ của Dưỡng nữa đâu.
chịu dựng lần nữa đi, dựng lần cho muốn rõ. Thôi, thôi một lần thôi, một lần nữa mẹ con biết được á, mẹ con đuổi con ra khỏi nhà luôn á. Đừng có ngại. Dựng có mua cái món đồ này mà con thích nè. Ôi, ủa, bữa hổm con khoái chiếc nhẫn này nè, 2 chỉ đó mà con mua, ta nói bán rồi hết mẫu rồi hết. Trời ơi, Dượng mới chạy tới với Long Xuyên với Dượng mua đó. Để con đeo thử gì vừa không. Đây đây đây, Dượng đeo cho. Trời ơi, sao Dượng biết cái đi tay của con. Trời ơi, vừa nghiến luôn vậy. Trời ơi, ở trong nhà mà không lẽ Dượng không biết. Trời ơi, hàng gì. Ủa, đẹp không? Đeo lên cái tay con nó đẹp dữ rồi mấy cha. Ô Dượng, Dượng làm gì kỳ quá à. Trời, Dượng không biết rồi. Con gần chị không có nổi. Ui, mẹ con mà thấy được, mẹ con la. Đâu có thấy bà đâu. Đó, mẹ con về bắt cửa, mẹ con la quá. Thôi, con chiều Dượng đi. Dượng ơi, kỳ quá à. Chiều Dượng đi. Dượng ơi, mẹ con mới được lần chết. Anh Dượng dạng hai con đường luôn. Dượng ơi, kỳ quá à, Dượng ơi. Tì quá rồi, đừng có sợ quá Dượng ơi. Chị cũng được hết trơn á. Chị Dượng đi. Dượng hứa đó nghe. Dượng hứa. Chị cũng được một lần này thôi nghe. Ừ. Con ơi. Đi. Ê, mẹ không, gì á. Ông bà gì vậy? Bà. Ông bà gì hả? Tôi nói với ông rồi, tôi nói ông sao? Thế là con gái của tôi, ông mà đụng nó một lần nữa là ông chết chứ tôi. Mẹ, Dượng dụ dỗ con. Mày làm gì với ông à? Con không làm gì chứ, Dượng dụ dỗ con không à. Con có làm gì đâu bà. Rồi, ông có làm gì con chứ. Dượng á. Mà, con chưa vô đâu. Trời, con bị cái. Trời ơi, trời, con chưa vô đâu. Con chưa vô con à. Rồi lại, trời, con nói với ông sao hả? Nói với ông rồi. Con làm gì, chết bỏ rồi. Rồi em xin mến chào cả nhà. Thì hiện tại bên em có bán cá mực hàng như sau nha. Đây là khô cá lóc 260.000 một ký. Và đây là khô bò 120.000 một hũ. Đây là hạt mít cao 130.000 một hũ. Khô mực xé sợi hấp với giường 120.000 một hũ. Khô gà 100.000 một hũ. Sugo cải thiện cho bé biếng ăn lười ăn 450.000 một chai. Kem body 290.000 một hũ. Combo chị nấm 100.000 một combo. Và nước sợ vải 100.000 một chai. Đó, thì cả nhà mình có yêu mến tem em cũng như là yêu mến em thì ủng hộ mua hàng giúp em với số điện thoại nằm bên trên nha cả nhà. Bây giờ em xin mến chào cả nhà nha.